Chào anh em, trên tay mình là LG G8 phiên bản Hàn Quốc. Đấy, chiếc LG này là mình lấy về để mà quay video và test máy theo yêu cầu của khách. Sau đó là mình bán lại cho bạn khách Ý. Thì bây giờ mình đã test hết chức năng ở video trước rồi. Có một cái vấn đề đó là ứng dụng rác ấy, thì mình cũng đã gỡ xong. Sử dụng cái tool hỗ trợ một click xóa hết ứng dụng mà mình đã chia sẻ video lần trước. Và bây giờ còn một cái vấn đề nữa, đó là đây, đồng hồ đôi. Cái này thực ra cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng nếu bạn nào không thích cái đồng hồ đôi này thì mình sẽ chia sẻ trong video này. Cũng chỉ một click thôi là xóa được cái đồng hồ đôi này luôn. Đây, thì trước tiên là anh em bật chế độ nhạc phát triển lên nhé. Nếu mà chưa biết bật thì chúng ta vào đây. Đấy, xem mà bật cái chế độ nhạc phát triển này lên và bật gỡ lỗi USB. Rồi, bây giờ thì cắm cáp vào. Sau đó là anh em sẽ chạy cái tool trên máy tính nhé. Thì đây trên máy tính anh em chỉ cần chạy cái file là Dual Clock Android 9.10.bat này thôi nhé. Chạy một phát. Đây, tới đây thì anh em bấm bất kỳ lúc nào. Đấy, chờ một chút. Thế là xong. Bây giờ thì trên điện thoại anh em xem này. Đấy, đồng hồ đôi mất rồi nhá. Chỉ còn một cái đồng hồ duy nhất thôi. Ok chưa? Rất nhanh chóng và đơn giản. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại trong video lần sau.